Xin chào anh em, nay mình mới về thêm một chiếc điện thoại, đó là điện thoại Dup 2 4 SIM. Con này thì bảo hành cho mọi người lên tới thời gian là 1 năm. Luôn luôn có một cái hộp hàng thì sẽ có một cái thẻ bảo hành như này, trong mỗi một hộp hàng đều có thẻ bảo hành nha. Bảo hành mọi người lên tới thời gian là 1 năm cho những cái điện dòng điện thoại như này. Điện thoại rất là bền và cứng chắc. Con này thì cầm nắm thì rất là thoải mái này, không có to quá nha. Con cái dòng điện thoại này nó phác họa như những năm 1990 hoặc là những năm thập kỷ trước ấy, của điện thoại mà Hồng Kông, trong những phim Hồng Kông hay mọi người hay xem những cái có cái điện thoại rất to. Đây là những điện thoại đời đầu của những về điện thoại nha. Thì trong hộp hàng này nó có một cái cục sạc và một cái thẻ bảo hành vậy thôi. Hộp hàng này thì các bạn nhìn thấy cái máy nó chất lượng nó rất là tốt và cứng chắc, hộp đóng như kiểu là những cái dòng điện thoại đắt tiền. Thì đi vào phần chi tiết của cái con điện thoại này thì phải nói đến cái con này thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hay. Đầu tiên thì nó phải nói là loa to này, sóng khỏe. Điện thoại này là 4 SIM, mình hiện tại mình có 1 SIM thì mình chỉ gắn 1 SIM thôi. Anh em thấy SIM phóng full căng. Pin con này thì rất là dễ thay nhá, pin nó là pin sạc ấy. Pin sạc dạng pin tiểu và một ngón tay này, đó nó các bạn thể mua bên ngoài thị trường gắn vào. Sau này cũng rất là dễ. Mình cùng tháo ra cho mọi người xem cái viên pin bên trong luôn nha. Đấy, các bạn cần trượt ra như thôi. Pin pin thì các bạn tháo 8 con ốc ra để thay cái bên pin tiểu, nó có một dọc pin tiểu ở đây thôi. Đó. Thì các bạn tháo ra. Ở đây thì nó có khay SIM 1, SIM 2, SIM 3 và SIM 4. Và một khay cắm thẻ nhớ. Cắm thẻ nhớ ở đây nha. SIM 4 là SIM micro, còn lại là SIM nano nhỏ xinh nhất. Anh em nếu mà dùng điện thoại này thay điện thoại bàn ấy thì anh em có thể tháo cái này ra cũng được luôn. Cái này chỉ là chức năng bắt anten thôi nha. Đó. Tí nữa mình sẽ bắt thử anten thì mọi người kéo cái này ra. Hiện tại ở Sài Gòn thì nhà cao tầng thứ hoặc là mình dưới mặt đất ý, thì mình bắt sóng rất là kém. Anh em nếu mà ở tỉnh thì các em phải bắt sóng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết của con điện thoại ngày hôm nay. Phải nói đến thì cái con này thì bàn phím nó rất là mềm, các bạn ấn nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Bấm rất là nhẹ nhàng không bị chạch nha. Những dòng điện thoại này thì loa to thì mình cùng thử cái nghe cái phần nghe nhạc á, để nghe cái phần âm thanh cái loa của nó. Đây phần chơi nhạc. Mình sẽ tua thử cái loa cho các bạn xem. Rồi tiếp theo là máy này sẽ có chức năng là sạc cho điện thoại khác này, bấm giữ nguyên phím không. Cái này thì khi các bạn đi du lịch á thì các bạn chỉ cắm vào đây và bật giữ nguyên phím không ấy để cái sạc pin cho máy khác nha. Đấy, các bạn sạc cho máy khác. Ngoài ra thì con này sẽ kết nối với điện thoại smartphone, bất kể một loại điện thoại nào đều được nha. Các bạn chỉ cần bật Bluetooth khi kết nối hai cái con này điện thoại với nhau. Vào phần cài đặt các bạn kết nối với nhau. Nó hỏi yêu cầu mật khẩu thì các bạn cứ ấn là có là được nha. Rồi sau đó thì mình sẽ có thể sử dụng một cái máy này giống như một cái tai nghe Bluetooth. Rồi khi mà chúng ta kết nối với nhau rồi á thì bắt đầu mình sẽ nghe nhạc hoặc là cái gì đó. Cái này giống như kiểu một cái loa phát thanh thôi. Đó. Giống kiểu một cái loa. Tăng âm lượng lên, đó, các bạn nghe thấy âm thanh luôn. Rồi khi mà anh em mà đi xe máy á, mọi người có thể để cái điện thoại iPhone này vào cái cốp xe và mình cầm cái điện thoại này ở ngoài hốc xe, hoặc là khi mình cầm bên giỏ sách mình nghe điện thoại. Cái này thì nó là loại điện thoại đời cao ấy, nó có tiếng luôn đó. Đó anh em nghe điện thoại nào cũng được, nghe điện thoại này hoặc là nghe điện thoại chính của mình đều được nha. Đấy, cái máy này nó có một cái ưu điểm nữa, còn một cái nữa mình sẽ nói thêm cho mọi người, đó là phần giả giọng nói. Con này thì biến đổi giọng mình thành giọng người khác, cài đặt cuộc gọi này, cài đặt nâng cao và âm thanh kỳ diệu. Đấy, mình giọng mình là giọng đàn ông thì mình biến đổi thành giọng phụ nữ, giọng trẻ em nhá. Đấy, có thể biến đổi thành giọng nào cũng được. Đó, máy này nó có nhiều tính năng như vậy. Ngoài ra thì nó có FM nhá. FM ở đây thì mình bắt nó không rõ nên là mình không thử cho mọi người nữa.
Đó. Sản phẩm này thì bên mình đang bán với giá rất là hấp dẫn. Anh em truy cập ngay đường link bên dưới hoặc là truy cập vào website là alophone.vn. Xin chào và lại video tiếp theo. Cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi. Nếu mà anh em là chưa theo dõi kênh YouTube của mình ấy, thì hãy để cho mình một lượt theo dõi nhé. Xin chào và lại video tiếp theo.